Xin chào anh chị nhé. Ngay sau lưng tôi đây là mái trường học của trường Tuyên Quang Trung cũng như là trường cấp 1, cấp 2 của phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Và đối diện trường học này á là khu công nghiệp Đồng Xoài 2, Ủy ban Nhân dân phường Tiến Thành, tới tiếp là khu đô thị The Gold City, Bệnh viện tỉnh, Sở Y tế anh chị ha. Tôi nhắc lại một lần nữa, ngay sau lưng tôi đây là trường Chuyên Quang Trung, trường cấp 2 Tiến Thành, trường cấp 1 Tiến Thành. Đối diện sang bên kia là quốc lộ 14, rồi khu nghiệp Đồng Xoài 2, công viên Tiến Thành, rồi khu đô thị The Gold City, rồi bệnh viện tỉnh, rồi Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân phường Tiến Thành anh chị ha. Còn vị trí tôi đang đứng ở đây hôm nay là một con đường bê tông liên phường, thuộc khu phố 3, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Rất là đẹp ha. 400m là chúng ta ra được trường học, rồi quốc lộ 14, rồi khu công nghiệp, rồi ủy ban phường, bệnh viện tỉnh, Sở Y tế anh chị nhá. Đó. Đường này, cái thẳng này ra. Rồi, mình quay lại đây. Nói chị em, quay lại đây thì dân cư người ta ở xung quanh mép cái mặt đường này. Đường này hoàn toàn là đường thông hết nhá. Đường thông hết anh chị ha. Đó, anh chị nhìn theo bên này là nhà trọ này. Bên kia cũng nhà trọ. Ở đây rất là gần khu công nghiệp Đồng Xoài 1, khu công nghiệp Đồng Xoài 2. Khu nghiệp Đồng Xoài 2 thì chỉ qua cái trường học này thôi là tới khu nghiệp Đồng Xoài 2 rồi. Cái lượng công nhân người ta đổ về đây để lao động, để làm việc ở trong những công ty trong các khu công nghiệp đó rất là lớn, rất là nhiều anh chị ha. Một cái lượng lao động không hề nhỏ. Thì những cái đất mà nằm gần những khu công nghiệp như thế này á là rất là phù hợp để cho anh chị xây nhà trọ anh chị ha. Vừa ấy tôi có quay cái video trước á, là giới thiệu 3 sản phẩm ở trên cái mặt đường bê tông này, đó, thì anh chị nhớ đăng ký kênh, theo dõi kênh của chúng tôi để cập nhật những sản phẩm mới anh chị ha. Đó là video trước tôi quay rồi. Còn video này thì tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một căn nhà có cái chiều ngang là 625 đúng không bạn quay phim? 625 đúng không? Rồi ok. Với thật ra thì cái sản phẩm này cái cô chủ đất này cô không đến công ty gửi, mà do chúng tôi thực hiện video ở đây, quay miếng đất ở đây thì cô ấy thấy thì cô ấy qua cô ấy gửi luôn anh chị ha. Sản phẩm hoàn toàn là chính chủ anh chị nhá. Rồi mời anh chị. Đó anh chị thấy không ạ? Những cái nóc nhà đó là nhà trọ này. Đây này, đây có cái dãy nhà trọ này. Trước khi vào nhà thì mời anh chị ra đây. Rồi bên kia một dãy nhà trọ nhá. Ở đây rất là nhiều nhà trọ anh chị ha. Anh chị nhìn thấy ngay sau lưng trường học có một dãy nhà trọ này. Đó, anh chị thấy không ạ? Đây cũng là dãy nhà trọ này. Đó. Anh chị ha. Đó. Đồng Xoài 1 từ đây xuống Đồng Xoài 1 khoảng chừng 600 đến 700 m là tới Đồng Xoài 1 rồi. Còn 400 m thì ra tới Đồng Xoài 2 rồi, sau cái bức tường của cái trường học này thôi. Nó rất là gần anh chị ha. Rồi bây giờ mời anh chị vào tham quan nhà. Rồi, ngôi nhà tôi giới thiệu cho anh chị đây. Nằm trên mặt đường bê tông này, ngang 6 sâu 25, thổ cư 100. Có 25 thổ cư 100. Cô ơi, cái nhà cô xây lâu chưa? Nhà cô mới xây năm à. Một năm hả? Chưa được năm đây nè. Đợi chưa được năm rồi đó, bây giờ kêu lên cho cái nhà đấy, em trả đất lại cho cô. Vậy hả? Thế là xây cho nhỏ ở à? Xây cho con ở đó. Giờ nó không ở nữa. Nó đi cô đang tức rồi, cô đang buồn, cô khóc cả trời. Ui, có ước gì bố mẹ con mà xây nhà cho con giống cô. Ơi vậy. Đâu cô vào đây cô chỉ con. Thì đó cô cứ đi vô đi, có cái gì trong nhà đó. Nhà dọn đi sạch rồi. Xin giới thiệu anh chị, cô này là chủ đất của chủ căn nhà này nhá. Thì như vừa tôi có chia sẻ anh chị là tôi đang quay cái sản phẩm bên đó, thì cô thấy chúng tôi thực hiện video ở đây nên cô qua đây cô ký gửi luôn. Thì bây giờ mời anh chị cùng xem mà có được hay bán mau dùng bớt. Dạ. Cô giờ hai căn nhà có ở sẵn không? Rồi. Đây anh chị, đây là phần phòng khách này. Anh chị mua về cái nhà này mua về là ở ngay, tại vì cô ấy xây cho con trai của cô ấy. Xây con trai của nhưng mà bây giờ cái anh ấy không ở thì cô biết phải sao là cô bán đó. Đền cho chị đây luôn hả? Dạ. Nhà cô ở bên cạnh luôn anh chị nhá. Có mai mốt mua thì làm hàng xóm luôn. Mai mốt làm hàng xóm luôn. Đi em nói chứ. Đây là phòng ngủ đây, phòng ngủ này. Đền nước này. Ai mua thì họ về sửa sáng lại. Cô dán tường hả? Có sơn lại. Là sơn nhưng mà đem này nó có thích vậy nên dán lại đúng không? Nè sơn nè. Cái phòng này đẹp đấy, màu hồng này. Màu hồng luôn. Ô cái nhà này mát nhỉ?
quần ta sơn nè, đem lên hình anh giảm cho con nó đó, ấy con nó thích giảm nên là giảm. Sau này thì chưa tô. Sau này chưa tô. Rồi. Đây này tô mấy hồi. Rồi. Nếu mà mua được thì sẵn con tô cho luôn kìa. Tiền nữa cô anh nha được hết á. Anh chị nghe chưa? Anh chị nghe thấy chưa? Cô nói là sẵn là cô tô cho luôn. Thế sao? Nếu đó, mua được là cô tô nhá, cô tô luôn. Đó. À đây chị, mà anh chị trong đây. Đây là nhà tắm rộng rãi. Đây là phần nhà tắm này, nhà tắm này, toilet này. Thì anh chị thấy cái vị trí của cô, nhà cô ấy rất mà là gần. Thì có ai ở đây thì ta đóng cửa này. À, tại vì đây là cửa của nhà cô đang ở hiện tại này. Tại vì con mẹ con thì phải thông với nhau. Đó. Thì sau này mà anh chị mua nhà này là chủ nhà là hàng xóm nhà anh chị nhé. Đó. Nếu mà thân thiết quá thì khỏi cần đóng cửa này. Đó. Đúng rồi. Có gì qua xúc gà với nhau. Rồi, với đang nói đang dở là cái vị trí của nhà cô. Cái vị trí của nhà cô như đầu video chúng tôi chia sẻ là nó rất là gần khu nghiệp Đồng Xoài 2. Rất là gần trường cấp 1, cấp 2 rồi trường chuyên Quang Trung. Đó, gần đó, rất là gần anh chị ha. Đó. Ừ. Rồi. Gì nữa nhỉ, tôi còn thiếu cái gì nữa không? Còn thiếu gì nữa không ta? Để tí tôi nghĩ ra xem còn thiếu gì nữa không. Cái đất này thì pháp lý thì đầy đủ rồi. Sổ một sổ, nhà 25, sâu nhà 6, sâu 25. 6, 25. Ai được chọn vậy thôi. Đây là phòng khách chị nhé. Rồi à, cô nói giá rẻ rẻ tí. Không thì con nói chị Tư đó rồi thương lượng với nhau. Thôi con vô nếu mua được thì thương lượng. Con xuống. Thế vậy á. Dạ. Con nói là nói chị Tư. À, cô nói chị Tư đây anh chị ạ. Tôi không có nói nha. Tôi không nói nha. Tôi quay hôm nay cô. Đấy nhà này là đúng có duyên đấy. Tôi đang quay bên kia thì cô qua cô bán anh chị ạ. Rồi. Bây giờ thì một lần nữa tôi nhắc lại nhé. Rồi cô ơi. Xin lỗi. Bỏ sao cô. Về chân chủ luôn. Cô ơi. Hả? Cái này là nước máy hay nước cơ quan? Nước máy. À, nước máy hết rồi hả? Nước máy điện nhà nước hết rồi. À. Trời vô điện và vô nước máy không đủ hết tiền á. Dạ. Đủ hết bao nhiêu triệu? À đây ạ. Ờ đó. Nước máy của nhà nước. Nó lắp nước máy lâu chưa? Cô. Nó lắp nước máy nay được 5 rồi. 5 rồi hả? Đó, anh chị thấy không ạ? Điện chúng nước đầy đủ. Chưa có nước máy nha, cô khoán cái diện bến kè hết 10 mấy triệu uống thế. Dạ. Đó. Nơi đâu có sai nước diện đó, con nước máy. Nước máy à? Cô thấy nước máy hơn nước diện không? Nước máy nó sạch hết. Sạch hả? Sạch hơn đúng không? Ờ, mình mua máy lọc lên, mình lọc nó. Hàng tháng cô trả hết bao nhiêu tiền? Có 60 ngàn. 60 ngàn. Ừ. Thế là xài thoải mái luôn. Xài thoải mái đấy. À. 60 ngàn tiền nước quá. Nhiều tiền điện là nhiều tiền điện ngày 300 nữa. Rồi, vừa ấy đang tính kết thúc video nhưng mà cô nói nên là tôi nói thêm một số cái về nước với để đồng hồ nước nhỉ. Rồi bây giờ một lần nữa tôi nhắc lại nhá. Cái nhà anh chị đang xem đây nằm ngay sau trường học đó, như vừa ấy tôi quay anh chị thấy đó. À, anh chị ha. Gần trường học này, gần bệnh viện này. Gần hai khu công nghiệp này. Đồng Xoài 1, Đồng Xoài 2, gần khu đô thị The Gold City anh chị ha. Nhà thì ngang 6, sâu là 25, thổ cư là 100m, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 toilet, 1 nhà tắm, 1 phòng bếp anh chị ha. Và đặc biệt là cái cô này, cô kêu là mua thì cô tô luôn cho cái phòng bếp đó. Đấy anh chị ha, 1 tỷ tư, cô nói vừa nói 1 tỷ tư rồi anh chị nha. Thế thì anh chị nào quan tâm đến cái miếng đất ở khu phố cái nhà ở khu phố 3, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước này thì liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918645130 hoặc 0271373 7968 anh chị nhé. Ngoài ra anh chị cũng có thể truy cập vào website công ty chúng tôi là cvtland.com để lựa chọn tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của mình anh chị ha. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới từ công ty chúng tôi. Xin cảm ơn.